Bất ngờ bị Mai Ngô và Trần thái độ chèn ép, Phạm Hương đăng status quá sốc khiến ai cũng câm nín. Cư dân mạng lại một phen dậy sóng khi biết được những góc khuất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, là một trong những chương trình thu hút nhiều quan tâm của khán giả ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt, thái độ bất hợp tác và những phát ngôn chơi chọi của Mai Ngô trong khi ghi hình khiến nhiều người khó chịu. Mới đây, người mẫu sinh năm 1995 gây xôn xao khi lên báo lật tẩy những góc khuất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Khi được hỏi về thái độ với Phạm Hương, Mai Ngô cho rằng câu trả lời em cũng không biết nói gì nữa đã bị cắt ghép. Sự thật là trong phần thi thử thách đội sách lên đầu, Mai thấy các thí sinh khá khó khăn để hoàn thành tốt phần thi, nên Mai có xin phép hot Phạm Hương ra ngoài tập luyện. Tuy nhiên, sau hơn 20 phút, Phạm Hương lại gọi Mai vào và chất vấn. Không chỉ khẳng định ban tổ chức chương trình đang cố tình làm xấu đi hình ảnh xây dựng bấy lâu của mình, Mai Ngô còn tố Phạm Hương chèn ép chất vấn cô. Khán giả tò mò người đẹp Hải Phòng sẽ phản ứng thế nào trước thông tin gây hoang mang này. Cụ thể, hot Hoa hậu Hoàn vũ 2017 chia sẻ bài báo về việc phóng viên tử nạn trong vùng bão lũ ở Yên Bái kèm Captain khi chúng ta còn quẩn quanh bởi những thứ phù phiếm khác và với đầy những điều tiêu cực. Và cuộc sống này, thì ngoài kia thì vẫn còn những cảnh lầm than cơ cực như thế này, cầu mong mưa lũ sớm qua đi. Dòng status không đề cập đến những ồn ào mới đây, nhưng những người tinh ý vẫn nhận ra Phạm Hương đang bóng gió xa xôi. Thay vì quẩn quanh bởi những thứ phù phiếm, những điều tiêu cực về cuộc sống này, thì ngoài kia vẫn có những thứ đáng phải quan tâm hơn. Không chỉ tiết lộ những góc khuất trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017, Mai Ngô còn nức nở khi nhớ lại quá trình tham gia cuộc thi. Cô thẳng thắn chia sẻ Phạm Hương gây khó dễ cho mình. Mười mỹ nhân Việt nắm lùng nhưng ngực khủng vô đối, người cuối cùng khiến Kathy Nguyễn Thủy Tớp quỳ rạp. Đúng là thấp bé, nhưng không thể coi thường, nhìn vòng một ngồm ngộm của mười mỹ nhân này ai cũng muốn nổ mắt. Đầu tiên phải kể đến Hòa Minzy, cô là một trong 10 người đẹp cao dưới 1m60 dưới đây mà sở hữu vòng một đáng kể nhất. Những ai tưởng Hòa Minzy nắm lùng mà ngực cũng tỷ lệ thuận là quá sai lầm. Không ít lần cô khiến fan mắt tròn mắt dẹt khi lộ vòng một đầy đặn. Ốc Thanh Vân là mẹ ba con nhưng vòng một cũng đầy đặn không kém. Nhìn thế này thì gái trẻ chạy theo dài dài chẳng kịp. Mỗi lần mặc áo cúp ngực, người đẹp khiến ai cũng như bị thôi miên. Việt Hương đích thị là nắm lùng duyên dáng trong showbiz Việt. Vậy nhưng vòng một lại rất đáng gờm, Phi Thanh Vân cũng sợ một phép. Gái trẻ xách dép chạy theo không kịp khi đo ngực với Việt Hương. Còn cô nàng Kathy Nguyễn thì khỏi phải bàn cãi. Mới nổi lên với Big nhưng khiến độc giả bao fan chao đảo vì vòng một áp đảo. Chị em nhìn thấy còn chuyến choáng, chứ đừng nói là cánh mày râu. Hương Tràm cũng là một trong số những người đẹp có vòng một tỷ lệ nghịch với chiều cao. Mỗi lần cô mặc váy trễ là mỗi lần khán giả thót tim. Vô tình cúi người xuống thì bao trái tim ngừng đập. Không chỉ sở hữu vòng một đẹp, Sĩ Thanh còn có body rất cân đối. Tỷ lệ các số đo chuẩn không cần chỉnh. Vòng một nuột nà thế này thì chẳng ai mê tít. Vòng một của Thủy Tớp khủng như thế nào ai cũng biết rồi, mỗi lần ra biển cô đều khiến mọi người đứng nhìn. Cứ khoe vòng một sexy thế này thì chị em nào chẳng ganh tị. Nữ ca sĩ Thảo Trang cũng sở hữu body rất săn chắc. Hơn nữa vòng một cũng khá ấn tượng. Hiện tại dù đã sinh con nhưng thân hình của cô vẫn rất cuốn hút. Tâm Tích cũng là đối thủ đáng gờm của 9 người còn lại. Không quá nổi đình đám với vòng một khủng, nhưng mỗi lần cô khoe thì ai cũng ngã nón. Hơn nữa phong cách của bà mẹ hai con lại vô cùng gợi cảm. Người cuối cùng khủng nhất, áp đảo nhất chính là ca nương Kiều Anh. Vòng một này thì Khay Thi Nguyễn hay Thủy Tớp cũng phải hoảng hồn. Mỗi lần cô mặc bikini, ai cũng không thể rời mắt. Lộ ảnh cưới của thí sinh đẹp nhất Hoa hậu Việt Nam 2016 và Hotboy Cảnh sát thay ba bộ váy cưới đẹp nhất bộ cuối cùng. Mỹ nhân của Hoa hậu Việt Nam 2016 lên xe hoa ở tuổi 20 khiến nhiều người ngỡ ngàng. Từng là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2016. Nhưng Trần Tố Như chỉ dừng lại ở top 10 khiến nhiều người hâm mộ khá tiếc nuối.
Sau cuộc thi, người đẹp không lấn sân showbiz và sống khá kín tiếng. Mới đây, Trần Tố Như bất ngờ công khai thông tin cô sẽ lên xe hoa cùng chú rể điển trai là một hot boy của Học viện Cảnh sát. Trần Tố Như là một trong những mỹ nhân nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2016. Không chỉ lọt vào top 10, cô còn giành thêm giải phụ người đẹp có gương mặt khả ái. Sở hữu chiều cao 1m72 và vóc dáng nuột nà, Trần Tố Như còn từng được trao danh hiệu Hoa khôi thanh niên thanh lịch và thời trang thành phố Thái Nguyên. Người đẹp xứ chè còn vinh dự là người được diện kiến cựu Tổng thống Mỹ Obama khi ông sang Việt Nam vào cuối tháng 5 2016. Trần Tố Như sở hữu thành tích học tập khủng và đang là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thuộc khoa quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau Hoa hậu Việt Nam 2016, mỹ nhân sinh năm 1997 trở về với việc học tập và công tác thiện nguyện. Cô cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khoe tình yêu đẹp với bạn trai là hot boy, Học viện Cảnh sát Nhân dân. Sau hơn một năm hẹn hò, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Chú rể của Trần Tố Như là Trần Trung Hiếu, một chiến sĩ cảnh sát điển trai. Anh sở hữu vẻ ngoài bảnh bao không kém các mỹ nam showbiz. Vợ chồng top 10 Hoa hậu Việt Nam có chỉ số nhan sắc cực cao. Mới đây, Trần Tố Như vừa công khai clip hậu trường chụp ảnh cưới. Vốn đã xinh đẹp, cô nàng càng thêm lộng lẫy yêu kiều trong những bộ váy cưới trắng muốt. Mỹ nhân Thái Nguyên thay tới 3 đầm cưới trong buổi chụp. Tố Như khoe vẻ quyến rũ yêu kiều trong bộ váy cưới hở vai. Cô dâu chú rể được khen xứng đôi vừa lứa. Chú rể Trần Trung Hiếu ôm âu yếm vợ. Cô dâu dịu dàng e ấp bên cạnh chồng. Trần Tố Như gây nhiều tiếc nuối khi lên xe hoa ở tuổi 20. Người đẹp nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng vì đã tìm được đức lang quân như ý. Mai Ngô khóc nức nở, vạch trần chuyện bị Phạm Hương gài bẫy ám chỉ bị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lợi dụng. Lời tiết lộ của Mai Ngô về sự thật đằng sau xích mích với Phạm Hương tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả sau cuộc thi The Face 2016, Mai Ngô bất ngờ đăng ký thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dư luận. Tuy nhiên, cuộc thi diễn ra chưa được bao lâu thì Mai Ngô lại vướng phải lùm xùm không đáng có vì những phát ngôn cũng như cách hành xử tự tin thái quá, coi thường giám khảo của mình. Không chỉ thế, cô nàng còn gây bất ngờ khi tự mình viết đơn xin rút lui khỏi cuộc thi, khiến nhiều người tò mò nguyên nhân nào đã khiến Mai Ngô làm như vậy. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng thì mới đây, Mai Ngô đã bất ngờ tiết lộ nguyên nhân chính khiến mình phải chủ động viết đơn xin rút lui khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017, cũng như tố ban tổ chức đã gài bẫy mình. Trước cuộc phỏng vấn với Danh, khi được hỏi về những thông tin cho rằng Mai Ngô đã vi phạm nội quy cuộc thi, người đẹp sinh năm 1995 đã chia sẻ rằng câu chuyện như thế này, trước ngày vào nhà chung, Mai Ngô có xin phép ban tổ chức cuộc thi cho phép mình vắng mặt trong một khoảng thời gian vì có công việc riêng đã ký kết trước đó và đã được ban tổ chức chấp thuận. Nhưng đến thời gian mình cần phải đi thì không may mắn thi chưa xong, Mai đã rất cố gắng giải thích với ban tổ chức để có thể rời khỏi nhà chung và đến điểm hẹn vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của Mai. Sau đó Mai rời đi khỏi hiện trường khi đã hoàn thành xong thử thách của mình thì nhận được thông tin từ các thành viên khác là hot Phạm Hương nổi giận và muốn loại Mai khỏi chương trình. Lúc đó Mai vẫn không hiểu việc làm của mình có ảnh hưởng gì đến chương trình hay hot Phạm Hương hay không nữa. Trước những thắc mắc, Mai đã viết đơn trình bày nhưng vẫn không nhận được lời giải thích thỏa đáng từ ban tổ chức. Bên cạnh đó, Mai Ngô cũng có nói rõ về tin đồn xích mích với Phạm Hương trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Mai Ngô bật khóc chia sẻ, những gì tất cả mọi người thấy trên truyền hình chỉ là một mặt của toàn bộ câu chuyện. Thật ra câu chuyện Mai trả lời với Phạm Hương, em cũng không biết nói gì nữa, đã bị cắt ghép. Sự thật là trong phần thi thử thách đội sách lên đầu, Mai thấy các thí sinh khá khó khăn để hoàn thành tốt phần thi, nên Mai có xin phép hot Phạm Hương ra ngoài tập luyện. Tuy nhiên sau hơn 20 phút, Phạm Hương lại gọi Mai vào và chất vấn, Mai cũng không thể hiểu câu chuyện đang diễn ra như thế nào. Mai thực sự bị động trong các tình huống như vậy. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được toàn bộ câu chuyện được diễn ra như thế nào. Hy vọng khi mà khán giả nghe được những lời tâm tư của Mai sẽ hiểu hơn cho những thái độ và thông cảm cho Mai. Theo Mai Ngô, cô đã xin phép Phạm Hương ra ngoài tập luyện nhưng không hiểu lý do vì sao sau đó lại bị Phạm Hương gọi vào chất vấn. Mai Ngô cũng tiết lộ rằng tất cả xảy ra trên truyền hình đã bị ban tổ chức biên tập chỉnh sửa cắt ghép và đó chỉ là một phần của câu chuyện mà thôi. Ngoài ra, khi được hỏi về việc Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh 2008 cho rằng thái độ của mình là vô văn hóa,
Mai Ngô thành thật lên tiếng. Thực ra việc ai có lên tiếng hay chưa hiểu Mai thì mình cũng không quan tâm. Việc chị Linh hay bất cứ ai nghĩ rằng thái độ của Mai là không phải phép, thì Mai chỉ hy vọng sau buổi trò chuyện thẳng thắn, khán giả sẽ có cái nhìn khác về Mai, về những câu chuyện không hay những ngày qua. Đơn xin dừng cuộc thi của Mai Ngô, trong đó kể về nhiều điều trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017. Trong đây, Mai Ngô trình bày hết các quan điểm của mình, cũng như bức xúc vì bản thân bị kỷ luật một cách vô lý. Một loạt tội của ban tổ chức được nêu tên như không có trước lịch trình, ăn uống không đúng giờ, đột ngột đưa ra các bản cam kết rồi bắt ký. Cô còn cam đoan mọi lời nói đều là sự thật, đơn được ký ngày 25 tháng 9 vừa qua. Minh Hằng tự nhốt mình, gào khóc và tuyệt thực khi đồng nghiệp quay lưng. Trong talk show với Trấn Thành, cô trải lòng về khoảng thời gian khó khăn. Làm khách mời trong tập 3 chương trình Chuyện tối nay với Thành, Minh Hằng đã trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề và cả đời sống tình cảm cá nhân. Khi nói về trường hợp, khi bị một ai đó quay lưng với mình, nữ ca sĩ cho biết cô từng bị quay lưng và nếm những đau khổ ấy rồi. Nhắc lại khoảng thời gian đó, cô thừa nhận mình đã rơi rất nhiều nước mắt, thậm chí tự nhốt trong phòng gào khóc điên cuồng và không ăn uống. Trong mắt khán giả, Minh Hằng là một cô gái thành đạt, xinh đẹp, tài giỏi. Hiện nay cô đã có nhà rộng, xe cộ, tên tuổi, mọi thứ mình muốn. Khi Trấn Thành cho rằng Minh Hằng gặp may mắn, cô phản pháo. Tôi nghĩ nếu như lần đầu tiên thành công thì là do may mắn. Nhưng để giữ được tất cả mọi thứ đang thuộc về mình trong thời gian dài thì cần sự nỗ lực rất nhiều. Trong mỗi một công việc, bạn phải luôn vận động sáng tạo để mình có một vị trí vững chắc, bởi vốn dĩ công việc làm nghệ thuật vốn không phải dễ dàng. Nổi tiếng từ lúc còn là cô bé 16 tuổi, Minh Hằng đã chịu nhiều áp lực. Đôi lúc cô bị mất phương hướng và đánh mất cả bản tính vốn có của mình. Trải qua nhiều khó khăn, cô càng trưởng thành và tất cả những điều đó lại trở thành kinh nghiệm quý báu. Trước quan điểm người đàn ông sẽ khó giữ chân được, những cô gái đẹp và giỏi, Minh Hằng chia sẻ. Tôi lại thấy như vậy càng hấp dẫn, nếu người đàn ông nghĩ rằng người phụ nữ luôn bên cạnh, luôn ở đó đợi mình, thì người đàn ông đó sẽ bớt đi sự trân trọng đối với phụ nữ. Khi đàn ông luôn nỗ lực vì cô ấy, ở bên cạnh cô ấy, phải chinh phục thì tôi nghĩ tình yêu đó mới càng hấp dẫn và thú vị. Cũng trong buổi trò chuyện với Trấn Thành, Minh Hằng thẳng thắn nói về mẫu đàn ông lý tưởng. Cô kể từ bé, cô đã ước mơ về người đàn ông của mình, tài hoa như Nhất Trí, lãng mạn và có duyên như Trấn Thành. Nhưng càng lớn thì càng tiêu chuẩn đó càng phai dần. Cô chỉ cần một người đàn ông điềm tĩnh và vững chãi.